Kính chào quý ông bà, anh chị em, quý phụ huynh và các em học sinh. Con là Maria Nguyễn Ngọc Hân, nữ tu dòng Đa Minh Mỹ Mission San Jose, đang phục vụ tại nhà thờ Thánh Simon, địa phận San Jose. Hôm nay con xin được chia sẻ về ý nghĩa của vòng nến mùa vọng và phụng vụ. Vòng nến mùa vọng bao gồm lá xanh muôn thuở trong vòng tròn mang ý nghĩa cuộc sống bất tận, nói lên tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta vô tận, không có chỗ dừng. Trên vòng tròn lá xanh này thường có những quả trứng cá màu đỏ, nói lên dấu hiệu con một Chúa, Đức Giêsu Kitô đã đổ máu để cứu chuộc nhân loại. Ba cây nến màu tím giáo hội dùng màu tím cho lễ phục của mùa vọng. Cây nến tuần thứ ba mùa vọng màu hồng truyền thống gọi là Chúa Nhật Gaudete, có nghĩa là vui mừng. Linh mục có thể mặc lễ phục màu hồng. Ý nghĩa của bốn cây nến trong tuần mùa vọng: tuần thứ nhất, Hope, Thiên Chúa đã đến thế gian để đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Tuần thứ hai, Love, yêu thương nhân loại, Chúa đã đến để trao tặng cho chúng ta chính con một của Ngài. Tuần thứ ba, Joy, niềm vui, vui mừng lên khi con Chúa giáng trần. Tuần thứ tư, Peace, bình an của Chúa cho người thiện tâm. Hy vọng, yêu thương, niềm vui, bình an là những ơn lành của mùa Giáng sinh. Mỗi gia đình nên có một vòng nến mùa vọng tại tư gia để gia đình chúng ta cùng cầu nguyện với ý nghĩa của cây nến mỗi tuần. Có nhiều nhà thờ và gia đình đã giữ lại việc trưng bày của vòng nến mùa vọng cho đến hết mùa Giáng sinh và họ đã cho cây nến trắng vào giữa vòng mùa vọng này để trong ngày Giáng sinh. Nến trắng nói lên biểu tượng của Chúa Kitô đến với thế gian. Mùa vọng nhắc nhở mỗi chúng ta là dấu hiệu của nước thiên đàng, là sự hiện diện của Thiên Chúa cứu chuộc và lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu Kitô không muốn tình yêu của chúng ta chỉ ấm mà thôi, nhưng là nóng bỏng và có cường độ cao. Ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô sẽ bốc cháy trong chúng ta nếu chúng ta để cho con tim, tâm trí của mình được thống trị và cầm quyền bởi tình yêu Chúa. Chúng ta sẽ làm mọi sự vì đức ái. Mùa vọng trong phụng vụ là mùa chuyển tiếp từ kết thúc của năm phụng vụ mới, lễ trọng mừng kính Chúa Kitô là vua và Chúa đã đến trong ngày Giáng sinh. Đây là giao điểm bắt đầu năm phụng vụ mới và chu kỳ cuộc đời của Chúa cứu thế. Bốn tuần chuẩn bị sự xuất hiện của Chúa Kitô là giai đoạn để chuẩn bị với bốn chủ đề phụng vụ tóm gọn của mùa vọng trong các thánh lễ. Tuần đầu tiên, sự tái lâm, suy niệm về thời gian kết thúc của thời đại chúng ta. Lời cầu nguyện của giáo hội là Manarata, lạy Chúa xin hãy đến. Tuần thứ hai, tiên tri Isaiah, chúng ta nghe tiếng nói của tiên tri Isaiah và các tiên tri khác trong Cựu Ước, những người đã nói lên sự xuất hiện của một đấng cứu thế và nhớ lại người dân Israel chờ đợi đấng cứu thế đến như thế nào những ngày sắp tới khi Chúa sẽ cứu dân người. Tuần thứ ba, Gioan Tẩy Giả tuyên bố, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi người được thúc giục chuẩn bị sẵn sàng. Tuần thứ tư, Đức Trinh Nữ Maria, người đã nói xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa đã mời gọi và chúng ta thật sự vui mừng khi nghe Trinh Nữ Maria trả lời, cứ làm cho tôi như sứ thần truyền. Mùa vọng cũng có thể là thời gian yên lặng chờ đợi Chúa đến trong niềm mong đợi những gì người sẽ làm cho chúng ta. Kính chúc quý vị và gia đình có một mùa vọng và mùa Giáng sinh tràn đầy hy vọng, tình yêu, niềm vui
và bình an. Amen.